Xin chào các bạn, tính đến thời điểm hiện tại thì ngoài cái loa bel-sao Sound Theater của B&O đang là cái loa sau 32N có giá đắt nhất thế giới ra thì mình thấy bây giờ top 3 mẫu loa sau 3 ở phân khúc dưới 100 triệu được coi là cao cấp và hay được mọi người là đem ra so sánh với nhau nhất, vẫn là loa Devilet Dion của Pháp, loa Bell Sound State của Đan Mạch, cuối cùng là loa Sennheiser Ambeo của Đức. Và để giúp các bạn dễ lựa chọn hơn theo sở thích nghe của mỗi người thì như tiêu đề của video này, hôm nay mình sẽ chỉ ra một số điểm mạnh cũng như là điểm yếu của ba cái loa này và vì đây là video đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân đấy nên là mình cũng sẽ chọn ra một cái loa bản thân mình là thích nhất dựa trên cái tiêu chí riêng của mình để các bạn có thêm thông tin tham khảo nhé ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ok trước khi đánh giá từng cái loa trong danh sách này ấy, thì mình thấy vì đây đều là những cái loa thuộc dòng cao cấp Người dùng chọn mua những cái loa này ấy, ngoài vì âm thanh hay ra ấy, thì còn là vì thương hiệu đẳng cấp này, vì thiết kế sang trọng hay là vì cái công nghệ của những cái loa này nữa. Do đó nên mình sẽ không đưa cái tiêu chí về giá bán vào để so sánh ba cái loa này đâu nhá. Rồi đầu tiên mình sẽ nói đến cái loa sau ba là Devilet Dion. Đây là một cái loa thương hiệu của Pháp được hãng người ta bố trí tới 17 cái củ loa con có màng bằng nhôm ở bên trong. Các cái củ loa này được phân kênh theo chuẩn âm thanh là 5.1.2 và có công suất tổng thực RMS lên đến 950W nếu nói về ngoại hình của cả ba cái loa trong danh sách này thì cái con loa Dion này chính là một cái loa mà mình thấy là có thiết kế đẹp nhất vật liệu sử dụng này rồi mức độ hoàn thiện nó thể hiện được rõ sự cao cấp đặc biệt là cái phiên bản rát vàng 24k ngay trước mặt mình đây này thì phải nói là nhìn rất đẹp và sang nhìn vào là thấy sự sang trọng và đẳng cấp của người dùng rồi bên cạnh những ưu điểm về ngoại hình như vậy ấy, thì chắc chắn là cái mọi người quan tâm nhất vẫn là âm thanh của nó ra sao mình thấy loa DiOn ấy, tuy chỉ là một cái loa sau ba có độ dày là chỉ 7,7 cm, nhưng vì cái loa này nó có công nghệ ADH, đây là một cái công nghệ độc quyền của DVLAD, nên bên trong cái loa này nó sẽ được tích hợp một cái mạch gọi là mạch line, à, mạch công suất line giữa Class A và Class D, nên âm trầm của cái loa này thì nó có sức mạnh của cái mạch Class D, còn cái Class A thì nó lại mang lại sự chính xác cho phần trung âm và cao âm. Vì vậy mà cái âm trung và trung trầm tức là cái phần lời hát ấy, thì nghe nó khá là ấm áp và nó có độ mềm nhất định chứ nó không bị khô và mỏng như là những cái nhược điểm chung của nhiều loa sau ba khác bây giờ. À, các bạn cứ để ý là loa nào mà càng mỏng, các củ loa bên trong càng nhỏ thì âm thanh thường nó sẽ là càng khô và càng đanh, đấy chứ nó khó có thể mang lại một cái âm thanh nghe trầm ấm và mềm mại được như cái loa Dion này. Vì thế mà việc tái hiện lại cái phần lời thoại ở trong phim ảnh hoặc là cái phần lời hát ấy như những cái bản nhạc trữ tình tiết tấu chậm này thì mình thấy là Dion nghe nó khá là truyền cảm và cái giọng hát nó được tôn lên rõ ràng. Âm thanh tổng thể nó có độ ấm và chi tiết ở mức khá nên là cảm giác nghe lâu nó cũng không bị mệt. Ưu điểm nữa về âm thanh của cái loa này ấy là ở giải âm trầm ở những cái phòng rộng trên 25 mét vuông thì mình không nói tới nhưng mà mình thử ở những cái phòng nhỏ thì tuy loa này nó không có loa phơ rời nhưng mà nghe âm trầm của loa vẫn lên khá đầy đặn có lực rõ ràng chứ nó không bị mỏng hay là bass nó cũng không bị nông như những gì mình đoán trước khi mình trải nghiệm cái loa này. Ưu điểm nữa là loa nó có khả năng upscale, tức là nó tự động là nâng cấp những cái file nhạc có chất lượng thấp lên thành một cái file nhạc chất lượng tốt hơn để người nghe cảm nhận được cái trường âm và chi tiết của âm thanh rõ ràng hơn. Nhược điểm của loa mà mình thấy đó là cái loa Dion này nó có khá ít các cái đường âm thanh vào. À, ngoài đường truyền không dây qua Bluetooth và Wi-Fi mà cả ba cái loa trong danh sách này đều có ấy, thì cái đường vào cắm dây ở trên cái loa này nó chỉ có HDMI à, có hỗ trợ ARC và cái đường cáp quang optical thôi. đấy trên loa nó cũng không có đường ra để kết nối thêm với cả loa xong phơ rời à, bên ngoài ấy, đấy, để tăng thêm cái âm trầm. À, mình thấy đó cũng là một cái điểm mà hãng nên cân nhắc để thay đổi trong cái phiên bản tiếp theo. nhược điểm thứ hai là cái phần mềm d hiện tại thì nó vẫn chưa cho chúng ta chỉnh Equalizer tức là chỉnh âm bass âm treble cho cái loa này nên khi nghe một số bản nhạc thì mình vẫn phải bật cái chế độ Night mode của loa lên để làm cho cái âm trầm nó đỡ bị lấn lên hai giải phía trên để nó giúp là tăng thêm cái độ chi tiết và cái độ sáng của âm thanh tổng thể. Tóm lại là với những cái ưu điểm về âm thanh của cái loa này như vậy thì mình thấy là Dion nó sẽ à, gọi là nghe cũng có thể gọi là khá đồng đều cho cả hạng mục xem phim và nghe nhạc, bao gồm cả nhạc mạnh lẫn các cái nhạc nhẹ và nhạc trữ tình. Tiếp theo trong danh sách này sẽ là loa B&O Beo Soundstage. Đây là một cái loa thương hiệu Đan Mạch có công suất thực là 550W. Bên trong cái loa thanh này sẽ có tới 11 củ loa con và được bố trí theo chuẩn âm thanh là ba kênh. Nhưng mà cũng giống như là loa Dion hay là loa Ambel thì cái loa Beo Soundstate này này nó cũng hỗ trợ cái công nghệ là Dolby Atmos. Ừ, tức là hai bên loa sẽ có hai kênh âm thanh để hắt lên trên trần và tái tạo được lại những cái âm thanh đến từ trên cao. À, để nói về ngoại hình của cái loa này thì vì cái loa này nó sử dụng viền loa làm bằng gỗ sồi hoặc là làm bằng nhôm phay à, kết hợp với việc là cái e-căng này này nó có thể thay đổi được nhiều màu sắc khác nhau Đấy, nên là cái phiên bản viền loa màu vàng hoặc là phiên bản viền làm bằng gỗ ấy, thì nó sẽ đặc biệt đẹp và sang trọng khi mà chúng ta bày trong nhà vậy còn âm thanh của cái loa này thì sao mình thấy beo Soundstate ấy, nó được thừa hưởng chất âm đặc trưng của b&o nên là đây cũng là một cái loa sau ba mà âm thanh của nó có độ mượt và nghe nó khá là nịnh tai có thể nói là nịnh tai nhất ở trong danh sách này nhưng cũng một phần vì thế mà nó đã làm cho cái phần hiệu ứng phim ảnh nó hơi thiếu đi sự trung thực và cái âm thanh nó không còn được sống động như hai cái mẫu loa còn lại. Đấy, cái chất âm đặc trưng của B&O như vậy ấy, nó đúng là chỉ hợp với nghe nhạc là chính. À, các bạn có thể hiểu đơn giản là Bell Sound State ấy, nó sẽ như là sự kết hợp giữa cái độ chi tiết và tách bạch của giải âm cao từ loa Beo à, kết hợp với sự trầm ấm đầy đặn ở giải trung âm của loa Dion. À, tuy vậy nhưng mà Bell Sound State nó có hai điểm khác biệt rõ khi mà chúng ta so với hai mẫu loa còn lại. Thứ nhất ấy, đó là cái âm trầm của cái loa Bell Soundstage này, này nó không quá lực và nó cũng không xuống được sâu như là loa Ambeo hay loa Dion. Nên nếu các bạn để nghe ở trong phòng khách mà lớn một chút thì có thể nói là âm bass của loa Bell Soundstage này này nó sẽ hơi nông chứ nó không xuống được sâu như là thông số kỹ thuật của hãng người ta công bố. Thứ hai là vì loa của thương hiệu B&O Đan Mạch nên âm thanh trên cái loa Bell Soundstage này nó như là được xử lý lại và nó pha thêm vào cái độ mượt mà. Vì thế mà các bạn sẽ thấy là cái loa của B&O nào các bạn cũng nghe khá là nịnh tai Âm thanh tổng thể thì nó giàu nhạc tính, nó có độ trong trẻo và chi tiết tốt. Đặc biệt là cái phần trung âm trên cái loa này nó sẽ không có cảm giác mỏng hay là khô gì cả mà nó vẫn giữ được cái độ trầm ấm của giọng hát. Nên khi mà các bạn nghe thì cảm giác là nó khá êm và thư giãn. Điểm mình thích nữa là BNO người ta có ứng dụng riêng để chỉnh âm cho cái loa này nên là chúng ta có thể chỉnh là equalizer tức là âm bass, âm treble làm sao cho nó hợp tai nhất mà nó không gây suy giảm nhiều đến cái chất lượng pha nhạc. Điểm trừ của loa và cũng là cái điểm mà các bạn nên lưu ý đó là cái loa Bell Soundstage này này thì tuy là cái phần thông số về mặt công suất của loa khá cao nhưng mà thực tế thì độ lớn âm thanh nó lại không được lớn cho lắm nên là mình thấy loa chỉ nghe hay và tối ưu được âm thanh nhất đặc biệt là tối ưu cho cái phần âm trầm ấy khi mà các bạn nghe loa ở phòng nhỏ tầm dưới 20 mét vuông lưu ý thứ hai là các cái củ loa bên trong cái loa bell sound stage này này thì nó lại được đặt hết ở phía bên trên cái loa này Đấy, nên là mình thấy là loa khi mà chúng ta treo lên tường ấy, thì nghe sẽ hay hơn là chúng ta để ở bàn như thế này Thêm nữa là việc mà cái loa này nó không có loa sút trầm rời thì đúng là uh, nó khá tiện khi chúng ta bày trong cái không gian nhỏ rồi, nhưng mà việc loa người ta không bố trí một cái cổng kết nối nào để chúng ta có thể ghép thêm với loa sút trầm rời bên ngoài thì đúng là rất là tiếc. Tóm lại với các cái ưu điểm về âm thanh của cái loa này như vậy thì mình thấy là loa Bell Sound State nó sẽ chỉ hợp với các cái thể loại nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, với tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Người nghe không cần quá nhiều âm trầm như là kiểu nhạc uh, blue này, nhạc vàng, nhạc acoustic hay là các cái bản pop ballad. Đấy. còn xem phim hay là nghe nhạc sôi động thì mình thấy nó thể hiện là chưa được gọi là chưa được tốt như hai cái mẫu loa còn lại. Năm cuối cùng trong danh sách nhưng lại là cái loa được mình đánh giá về âm thanh là hiệu quả nhất trong dòng loa sau 63 ở cái phân khúc giá của nó. Đó là con loa Ambel đến từ thương hiệu Sennheiser của Đức. Thương hiệu này thì nhờ danh tiếng từ những cái tai nghe nên mình nghĩ là chắc ở Việt Nam mình sẽ nhiều người biết đến hơn là thương hiệu B&O hay là Devilet. Bên trong của cái loa thanh này sẽ có tới 13 củ loa con và được phân kênh theo chuẩn âm thanh là 5.1.4 và có công suất tổng thực đó là 500W. Nhưng mà thực tế nghe thì độ lớn âm thanh của nó cũng không thua kém khi mà chúng ta so với cái 950W của loa Devil Dion. Mình thấy cái loa Ambeo là một cái loa sau ba vừa nặng và đồ sộ này, cũng không có màu sắc gì đặc biệt ngoài cái màu đen như thế này. Hơn nữa cái thiết kế của nó cũng không được đẹp như hai mẫu loa còn lại trong danh sách. Nhưng đây lại là cái loa sau ba mà mình đánh giá là có chi tiết âm thanh rất là tốt. Giải cao lên được khá là cao thể hiện lại được cái gọi là cái tiếng động trong phim ảnh rõ nét. À, còn trong nghe nhạc thì cái tiếng trap của cái loa này nó tơi, nghe lung linh và khá là trong trẻo. Kết hợp với một cái trường âm có độ mở rộng nên là cảm giác được cái sân khấu khá là rõ ràng còn đặc trưng âm của Sennheiser là âm thanh hướng đến là cái sự trung thực chứ không làm mềm hay là làm mượt âm thanh như là B&O à, nên cũng là một cái điểm cộng khi mà à, với cái chất âm này thì nó sẽ làm tăng cái độ sống động khi mà chúng ta xem phim cũng như là nghe các cái bản nhạc sống này, nhạc trẻ hay là nhạc acoustic. Còn nói về trung âm thì tuy cái loa này nó không được đầy đặn và ấm áp như loa Dion nhưng mà vì loa Ambeo nó có chi tiết âm tốt hơn này, nó lại có nét âm khá là mộc mạc nên là cái loa Ambeo này nó cũng khá hợp với nhạc Việt kiểu như là nhạc vàng hoặc là các cái thể loại nhạc xưa cũ. Độ tách mạch giữa ba giải âm nó cũng tốt này, với âm bass của nó ấy, đánh gọn gàng chứ nó không bị lấn giải như trên loa Dion nên cũng hợp để nghe các cái thể loại nhạc mạnh, nhạc điện tử sôi động. Điểm mạnh nữa là ở các cái đường kết nối âm thanh trên cái loa, đó là nó nhiều hơn hẳn so với hai mẫu loa còn lại. Bluetooth, Wi-Fi hay là AirPlay thì cả ba cái loa trong danh sách này đều có rồi. Nhưng mà đường kết nối có dây thì cái loa Ambeo này nó có cả optical cáp quang, cả AUX 3.5, rồi có bốn đường HDMI, rồi có cả đường pre out để kết nối được với loa sub trầm rời bên ngoài. Bên cạnh đó thì loa Ambeo nó còn có cả ứng dụng riêng để chúng ta chỉnh equalizer cho loa. và nó vẫn có tính năng tự động cân chỉnh âm theo đặc tính phòng nghe đó, Rồi nó vẫn có cái chế độ là tự upscale nhạc chất lượng thấp lên một cái chất lượng cao hơn Đấy. kiểu về tính năng, công nghệ thì nó giống như là sự kết hợp của cái loa Dion và cả cái loa Bell State. Nói chung, nói về âm thanh thì mỗi người một ý. Có người thì thích mộc mạc chân thực, có người thì thích ấm áp mềm mại, người thì thích trong trẻo định tai, người thì thích tôn cái trung âm lên để nghe giọng hát nó phải đầy đạn, nó phải truyền cảm. Người thì thích equalizer dạng V-shape, à, thích nhạc cụ nó phải rõ nét rồi tiếng sáng và lung linh, bass thì phải căng đầy. Nên nếu nói về cái nhược điểm thì chắc mình chỉ chê cái loa Bell này là ở cái phần thiết kế mà thôi tóm lại với các cái ưu điểm ở của âm thanh cái loa Ambeo này như vậy ấy, thì so với hai mẫu loa còn lại mình sẽ chấm cho cái loa Ambeo 9 điểm khi nghe ở thể loại nhạc mạnh 8,5 điểm cho thể loại nhạc nhẹ và 10 điểm cho khả năng tái tạo hiệu ứng phim ảnh khi xem phim. Còn các bạn thì đang dùng loa sao ba của hãng nào và có chia sẻ với mọi người thì hãy để lại tin nhắn ở phần bình luận phía dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.